một cậu bé đáng yêu đạp xe ba bánh đưa ông đi trường mầm non cùng mình. Cảnh quay này đến từ bộ điện ảnh do Trung Quốc sản xuất có điểm đánh giá 9.1 Unanswered Heaven. Cậu bé tên là Thần Thần bởi vì bố mẹ đều làm việc ở nước ngoài. Cậu bé ở với ông nội hai ông cháu nương tựa lẫn nhau. Hai ông cháu chăm sóc lẫn nhau vui vẻ hạnh phúc. Ông nội tuy đã nghỉ hưu ở bưu điện, nhưng có lúc vẫn giúp người khác đưa thư. Thần Thần thường xuyên đi cùng ông. Có một lần vì đưa thư hai ông cháu bò lên mười mấy tầng. Đến nơi mới phát hiện thư đã gửi nhầm địa chỉ. Đợi đến lúc bọn họ không dễ dàng tìm được người nhận thư, lại phát hiện người nhận thư sớm đã qua đời. Thế là ông nội đem bức thư buộc vào diều thả lên không trung. Bức thư này đưa đến đâu vậy ông ơi? Gửi đến thiên đường rồi. Vậy ông ấy có nhận được không? Có thể nhận được. Thân thể của ông nội vẫn luôn không tốt, ông vốn có bệnh tim, lúc nào cũng có thể phải nhập viện trị liệu. Đi theo ông nội nhiều lần, Thần Thần cũng học được cách tự mình đi bệnh viện đón ông nội về nhà. Cháu đến đón ông nội xuất viện, cháu đem giấy tờ rồi. Lúc này ông nội ở phòng bệnh nghe thấy âm thanh của Thần Thần đột nhiên nổi lòng muốn đùa cậu bé. Nằm ở trên giường không động đậy chơi trò giả chết. Ông nội, mặt cho Thần Thần gọi như thế nào ông đều không trả lời. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được cái chết. Cậu ngơ ngác một hai giây sau đó mím môi đến cả bóng bay yêu thích trong tay cũng không cần nữa. Nhìn thấy Thần Thần khóc đến đau lòng, ông nội mới biết bản thân mình đã gây họa rồi. Vội vàng ngồi dậy xin lỗi Thần Thần. Thần Thần khóc chạy vào lòng ông nội. Ông nội, con sẽ không để người chết. Ông nội cũng không nỡ xa Thần Thần, nhưng sinh lão bệnh tử cũng không có cách nào tránh khỏi, huống hồ bản thân ông còn có bệnh tim. Thế là mượn cớ đánh cờ nói với Thần Thần, nếu như con nhớ ông thì con hãy viết thư cho ông. Vậy thư gửi đến đâu ạ? Con hãy viết thiên đường, ông nội nhận. Hai ông cháu cứ như vậy vui vẻ trải qua cuộc sống của hai người. Bỗng nhiên có một ngày mẹ của Thần Thần trở về. Nhìn thấy người mẹ nhiều năm không gặp, Thần Thần vô thức trốn sau lưng ông nội. Đối với cậu mà nói, ông nội mới là người thân nhất của cậu. Người mẹ tốn rất nhiều tâm tư và sức lực tiếp cận Thần Thần. Đối với một số thói quen của cậu bé không cách nào chấp nhận được. Lúc Thần Thần ăn cơm còn đem theo sủng vật chuột Hà Lan. Người mẹ cảm thấy rất không vệ sinh bảo cậu bé đem con chuột xuống. Nhưng Thần Thần không nghe, bởi vì con chuột này là do cậu và ông nội nuôi từ lúc còn bé. Nếu như nói về mặt tình cảm thì còn sâu đậm hơn so với người mẹ của cậu. Người mẹ thu vào trong mắt nhưng không có nói gì, nhưng trong lòng đang oán trách cách dạy dỗ Thần Thần của ông nội, đặc biệt là lúc nhìn thấy những bạn nhỏ khác đều ở một bên gọi mẹ. Một bên chạy vào lòng mẹ, còn Thần Thần lại lướt qua cô nhào vào lòng ông nội. Sự bất mãn của người mẹ bạo phát, người mẹ đem tất cả đồ chơi của cậu bé ném ra ngoài, đổi mới tất cả mọi thứ trong nhà. Tuy rằng chuyển vào gọn gàng ngăn nắp đi rất nhiều, nhưng đối với Thần Thần và ông nội mà nói lại không phải là căn nhà có cảm giác quen thuộc của bọn họ nữa. Thần Thần đi lại tìm trong nhà cả nửa ngày mãi không tìm thấy chú chuột Hà Lan của mình đâu, gấp đến bị vấp chân. Đúng lúc này người mẹ không cẩn thận làm rơi cái lồng đựng chuột Hà Lan rơi xuống lầu. Thần Thần vội vàng chạy xuống dưới lầu nhưng chuột Hà Lan đã chết rồi. Người bạn lâu năm cứ như vậy chết rồi, Thần Thần đau lòng khóc lớn, không ngừng dùng tay đánh mẹ mắng cô là người mẹ xấu. Nửa đêm ông nội nghe thấy người mẹ một mình ở trong phòng khóc thút thít. Ông biết là sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến cơ hội hai mẹ con tiếp xúc gần gũi nhau. Thế là ông quyết định một mình trở về căn nhà cũ ở. Nhưng ông không có cách nào mở miệng nói với Thần Thần. Hôm ông rời khỏi, Thần Thần vẫn như cũ đạp xe ba bánh đưa ông đến trường mầm non. Ông nội, nếu như người nhớ con thì chiều đến đón con sớm một chút nhé. Ông nội không dám trả lời, ông cố hết sức nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống thì gật gật đầu. Sau khi tan học, lúc Thần Thần trở về nhà ông nội đã đi rồi. Cậu cảm thấy là mẹ đã đuổi ông nội đi. Dưới cơn tức giận, cậu ném hết đồ chơi mẹ mới mua xuống đất, sau đó chạy đi không quay đầu lại. Cậu cuối cùng đi tìm ông nội, trở về bên cạnh ông nội, cùng sống với ông nội. Thần Thần một đường chạy về nhà cũ, đứng ở ngoài cửa khóc không thành tiếng, không ngừng đập cửa hét lớn. Ông nội về với con đi, con không còn diều, cũng không còn bạn, lại không còn ông nội nữa. Ông nội, người về nhà với con đi. Ông nội cố nhịn xuống nước mắt nhưng cuối cùng vẫn không dám mở cửa. Ông sợ khi nhìn mình mở cửa sẽ không nhịn được mà quay về. Ông già rồi không thể mãi mãi ở bên chăm sóc Thần Thần. Thần Thần nhất định phải sống cùng mẹ. Ông nội chỉ có thể nhịn đau nói với Thần Thần phải là một nam tử Hán. Thần Thần tuy rằng rất buồn nhưng cậu càng yêu ông nội hơn, cho nên ông nội nói gì cậu đều nguyên ý làm theo. Cậu không ngừng dặn dò ông nội bảo ông chú ý thân thể của mình. Ông nội, con nghe lời, con là đứa trẻ ngoan. Ông nội, người hãy nhớ kỹ. Ông nội cuối cùng cũng không nhịn được dựa vào tường khóc lên. Vào ngày sinh nhật ông nội, Thần Thần đem theo thiệp chúc mừng cậu tỉ mỉ làm ra đến thăm ông nội. Ông nội cũng làm rất nhiều diều đợi Thần Thần đến chơi.
Hai ông cháu vui vẻ chơi một buổi chiều. Sau khi về nhà, Thần Thần đỡ ông nội nằm xuống ghế. Bản thân cậu đem từng chiếc diều treo lên. Nhìn thấy thân ảnh đáng yêu của Thần Thần, ông nội mỉm cười nhắm mắt lại. Sau đó người mẹ đem bánh sinh nhật đến chúc mừng. Thần Thần nhỏ giọng nhắc nhở mẹ. Suy ông nội nói ông mệt rồi, để ông ngủ một tí. Nhưng lúc người mẹ đặt lên tay của ông nội mới phát hiện, ông nội đã vĩnh viễn rời khỏi bọn họ rồi. Điều bất lực nhất của con người chính là sinh lão bệnh tử. Thần Thần không thể chấp nhận hiện thực ông nội đã rời đi vĩnh viễn. Cậu giống như lúc trước ông nội nói, viết một bức thư đều dùng diều gửi đến thiên đường. Ông nội con đem thiệp chúc mừng sinh nhật gửi đến thiên đường cho ông rồi. Đợi sau khi người nhận được, nhất định phải trả lời con đợi hồi âm của người. Được rồi, tiết mục hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi là Cần Cần, nhớ like và theo dõi.